Vâng, thưa quý vị, một thông tin mà tất cả chúng ta đều đang rất mong chờ đó là vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay, tức là chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa thôi, thì trận chung kết Olympia năm thứ 24 sẽ chính thức diễn ra. Bốn điểm cầu năm nay sẽ là sự xuất hiện của các thí sinh ở thành phố Hà Nội, Gia Lai, Huế và Phú Yên. Bốn điểm cầu với bốn cái nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bốn cái nhất đó là gì. Vâng ạ, cầu Hà Nội, Nguyễn Nguyên Phú là thí sinh có điểm thi SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới. Vâng, cầu Gia Lai, thí sinh Nguyễn Quốc Nhật Minh là thí sinh có điểm thi quý cao nhất. Cầu Huế, Võ Quang Phú Đức, điểm cầu tại ngôi trường lập kỷ lục về số lượng thí sinh đã lọt vào chung kết năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đến 7 lần ạ. Và cầu Phú Yên, thí sinh Trần Trung Kiên là điểm cầu có thí sinh đã giải được nhiều chướng ngại vật nhất trong số 4 thí sinh vào chung kết. Bạn này đã giải tới được 3 lần. Và bây giờ chúng tôi sẽ cùng chuyển máy với quý vị khán giả đến với điểm cầu truyền hình nơi có thí sinh thi Olympia có điểm thi SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới. Quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Chúng tôi đang có mặt tại điểm cầu thủ đô Hà Nội. Và xin giới thiệu, đây là địa điểm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và tất cả chúng tôi ở đây với tinh thần cổ vũ nhiệt tình nhất, trái tim nóng bỏng nhất để cổ vũ cho nhà vô địch của chúng tôi. Đó chính là Nguyễn Nguyên Phú. Và không khí này chúng tôi hy vọng là một phần nào đó truyền tải tới quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Trên sân khấu ở phía đối diện này, các bạn học sinh của trường đã chuẩn bị một tiết mục rất đặc biệt phục vụ cho khán giả truyền hình cả nước và cổ vũ tinh thần cho nhà vô địch của chúng tôi, Nguyên Phú. Như các bạn thấy, không khí ở đây bây giờ thực sự là ngày hội. Trong nhiều ngày qua, hàng ngàn học sinh, cán bộ giáo viên cùng chung tay cổ vũ cho Nguyên Phú giành kết quả cao nhất trong kỳ thi chung kết năm nay. Vâng, cảm ơn thầy, và chúng ta sẽ cùng đến với điểm cầu Pleiku Gia Lai. Và MC Trần Ngọc, một người đồng nghiệp của chúng tôi, sẽ dẫn dắt điểm cầu này. Anh Trần Ngọc ơi, sẵn sàng nhá. Xin chào khán giả của Cà Phê Sáng với VTV3, tôi là Trần Ngọc và hiện giờ thì tôi đang cùng với ekip có mặt ở điểm cầu Gia Lai. Đây là quảng trường mang tên là Đại Đoàn Kết. Các bạn có thể thấy là khu vực này chúng tôi không chuẩn bị các sân khấu nghệ thuật mà chúng tôi sẽ sử dụng chính quảng trường này để phối hợp cùng với các đoàn nghệ thuật, cùng với các bạn học sinh và cả người dân nữa để có thể tạo nên một cái không khí mang cái tinh thần rõ nhất của sự đại đoàn kết. Và hy vọng là ngày hôm nay thì với sự chuẩn bị kỹ càng như thế này, chúng tôi có thể gửi đến thật nhiều tình yêu đến với Olympia 2024 và đến với thí sinh của chúng tôi, đó là em Nhật Minh. Nhật Minh, tự tin chiến thắng. Yeah. Nhật Minh ơi, hân thích để gửi chạy. Yeah. À, bây giờ thì chắc chắn là còn nhiều điều và nhiều nơi nữa chúng ta sẽ đi trong Cà Phê Sáng. Tạm biệt các bạn. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Sơn Lâm, hiện giờ tôi đang có mặt tại quảng trường Ngọ Môn của thành phố Huế. Nhưng không gian ở quảng trường hôm nay rất khác bởi chúng tôi có rất nhiều những bạn trẻ ở đây. Đây đều là những người bạn của chàng trai của ngày hôm nay. Chúng tôi rất muốn truyền năng lượng, truyền niềm may mắn cho bạn ấy. Phú Đức của chúng tôi, rất nhiều những nụ cười, những năng lượng đang muốn được chia sẻ với Phú Đức trong chương trình ngày hôm nay. Tất nhiên không chỉ có những tiếng vỗ tay, có những nụ cười, có những sự chia sẻ đâu. Hãy nhìn những bộ trang phục này. Nó không chỉ đơn giản là những chiếc áo dài và những chiếc nón. Nó sẽ phối hợp với nhau để tạo thành một món quà tinh thần rất lớn dành tặng đến Phú Đức trong chương trình ngày hôm nay. Một biểu tượng mang một thông điệp, một đại cảnh với sự xuất hiện của tất cả những người trẻ ở đây. Tụi em đã tập luyện trong vòng 7 ngày bất kể thời tiết nắng hay mưa, và hôm nay được đây tụi em cảm thấy rất là tự hào vì có thể góp phần tạo nên một món quà tinh thần để cổ vũ tốt nhất cho Phú Đức. Võ Quang Phú Đức thi đấu cực chắc, Huế sẽ về nhất, mong bạn sẽ về nhất, chúng tôi tin là như vậy. Và bây giờ thưa quý vị khán giả thân mến, chia tay với điểm cầu Huế, hãy đến với điểm cầu tiếp theo, đó là Phú Yên. Hà Nội chào đồng hồ Gia Lai, chào Huế. Chúng tôi là điểm cầu Phú Yên, là hậu phương vững chắc của nhà leo núi Trần Trung Kiên. Vâng, thưa quý vị khán giả, thật là tuyệt vời, lần đầu tiên Phú Yên được chào đón cầu truyền hình Olympia về với mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh. Và đây là nhà thi đấu Lê Trung Kiên, thưa quý vị, mang tên vì anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một trong những người con kiên trung của đất Phú Yên. Và thật là trùng hợp, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, chúng tôi cổ vũ cho trí thức trẻ, niềm tự hào của mình đất Phú Yên, nhà leo núi Trần Trung Kiên của chúng tôi. Chàng trai ấy đến từ ngôi trường Lê Hồng Phong, mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, niềm tự hào của Đảng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng nghìn học sinh của trường Lê Hồng Phong đã vượt một quãng đường rất là xa, hơn 20 cây số để có mặt tại Tuy Hòa Phú Yên để cổ vũ cho em đấy Kiên ơi. Em có thấy hạnh phúc không khi nhìn thấy thầy cô và các bạn bè của mình?
Trung Kiên bình tĩnh, tự tin chiến thắng và mang vòng nguyệt quế về cho trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong và cho cả tỉnh Phú Yên. Trung Kiên tự tin chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Chúc Trung Kiên thật bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Trung Kiên cố lên! Bảy tám Phú Yên, Trung Kiên quyết thắng. Bảy tám Phú Yên, Trung Kiên chiến thắng. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với trường quay Cà Phê Sáng để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức văn hóa giải trí hấp dẫn trong một ngày mới.